Thi Thiên 38. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ nổi cơn thịnh nộ mà quở trách con, cũng đừng nóng giận mà sửa phạt con. Vì các mũi tên của Chúa cắm vào mình con, và tay Chúa đè nặng trên con. Bởi cơn giận của Chúa, da thịt con chẳng nơi nào lành. Vì tội lỗi con, xương cốt con không còn nguyên vẹn. Vì sự gian ác của con chất chồng vượt quá đầu con, chúng đè trên con khác nào một gánh nặng. Vì con ngu dại, các vết thương của con hôi thối và lở loét. Con đau đớn tột cùng, khòm lưng, cúi mặt. Con bước đi sầu thảm suốt ngày, vì lưng con nóng bỏng như thiêu đốt. Vì thịt da con chẳng có chỗ lành. Con mỏi mòn vì kiệt sức. Con rên la vì khốn khổ trong lòng. Chúa ơi, mọi ao ước của con đều ở trước mặt Chúa. Tiếng thở than của con chẳng giấu được Ngài. Tim con hồi hộp, sức con suy tàn, mắt con cũng không còn sáng nữa. Khi con gặp tai ương, những người thân thương, bè bạn đều lánh mặt con. Bà con thân thích cũng đứng xa con. Những kẻ tìm giết con, gài bẫy con. Những người muốn hại con luôn nói đến hủy diệt và toan tính dối gạt suốt ngày. Nhưng con như kẻ điếc không nghe, như người câm không mở miệng. Thật, con trở nên như người không nghe, miệng chẳng biết đối đáp lời nào. Vì Đức Giê-hô-va ơi, con để lòng trong cậy nơi Ngài. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, Chúa sẽ đáp lời con. Vì con nói, xin đừng để chúng mừng rỡ vì con, cũng chớ để chúng vênh mặt khi chân con vấp ngã. Con sắp ngã quỵ, nỗi đớn đau vẫn dai dẳng bên mình. Con xưng gian ác con ra, con buồn rầu vì tội lỗi con. Nhưng kẻ thù con vẫn sống và khỏe mạnh. Những kẻ ghét con vô cớ cũng nhiều. Còn những kẻ lấy giữ trả lành chống đối con, vì con quyết tâm theo đuổi điều lành. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ lìa bỏ con. Đức Chúa Trời của con ơi, xin đừng ở cách xa con. Chúa ơi, Chúa là sự cứu rỗi của con, xin mau mau đến cứu giúp con. 1 Ti-mô-thê đoạn 2. Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo, để chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức. Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta, là đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là đấng Christ Jesus, cũng là người. Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người, là lời chứng được ban cho đúng thời điểm. Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm người truyền giảng và sứ đồ. Ta nói thật, không nói dối, làm giáo sư cho các dân ngoại, để dạy họ về đức tin và chân lý. Vậy, ta muốn những người đàn ông khắp mọi nơi đều đưa tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện, không giận dữ và cãi cọ. Ta cũng muốn rằng phụ nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang điểm giản dị và lịch sự, không bới tóc cầu kỳ hay đeo vàng, ngọc hoặc dùng quần áo đắt tiền, nhưng làm các việc thiện là điều phù hợp với người phụ nữ tin kính. Phụ nữ hãy yên lặng học hỏi với thái độ hoàn toàn thuận phục. Ta không cho phép người nữ dạy dỗ hay cai trị người nam mà phải yên lặng, vì Adam được tạo dựng trước rồi mới đến Eva. Cũng không phải Adam bị lừa gạt, nhưng là người nữ bị lừa gạt và phạm tội. Dù vậy, người nữ sẽ được giải cứu trong lúc sinh con cái, nếu họ cứ tiếp tục sống đoan chính trong đức tin, trong tình yêu thương và trong sự thánh khiết. Ê-sai đoạn 29. Khốn cho Ai-ri-ân, Ai-ri-ân là thành mà David đã đóng trại. Năm này sang năm khác, các kỳ lễ cứ sôi vần. Ta sẽ vây hãm Ai-ri-ân, nó sẽ có tan chế và than vãn, nhưng nó vẫn là Ai-ri-ân cho ta.
ta sẽ đóng trại chung quanh ngươi, lập đồn bao vây ngươi, đắp lũy chống lại ngươi. Ngươi sẽ bị chôn vùi, và từ lòng đất ngươi sẽ kêu lên. Từ bụi đất, lời nói ngươi thều thào yếu ớt. Tiếng ngươi từ dưới đất vọng lên giống như tiếng đồng cốt. Lời nói ngươi thì thầm từ bụi đất. Nhưng muôn vàng kẻ thù của ngươi sẽ như đám bụi li ti, lũ cường bạo như trấu bay đi. Điều đó sẽ xảy đến thình lình chỉ trong chốc lát. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trừng phạt chúng bằng sấm sét, động đất, tiếng động lớn, giông tố, bão táp và ngọn lửa thiêu đốt. Quân đội của tất cả các nước tiến đánh Arian, tất cả những kẻ tiến đánh công phá đồn lũy và siết chặt nó đều sẽ tan biến như chiêm bao, như giấc mơ trong ban đêm, như người đói nằm mơ thấy mình được ăn. Nhưng khi thức giấc bụng vẫn đói, như người khác nằm mơ thấy mình được uống. Nhưng khi thức giấc thấy mình kiệt sức và vẫn khát. Quân đội của tất cả các nước tiến đánh núi Sion cũng sẽ như vậy. Hãy sững sờ và kinh ngạc, hãy làm cho mình mù mắt và quáng lò. Họ sai nhưng không phải vì rượu, họ lả đảo nhưng không phải vì rượu mạnh. Vì Đức Giê-hô-va đã đổ thần ngủ mê trên các ngươi, Ngài đã bịt mắt các ngươi là các nhà tiên tri, và đã trùm đầu các ngươi là những nhà tiên kiến. Vì vậy, đối với các ngươi, khải tưởng về tất cả những điều này giống như những lời ghi trong cuốn sách bị niêm phong. Nếu đưa cho người biết đọc và bảo hãy đọc sách này, thì người sẽ trả lời rằng tôi không thể đọc được vì sách này đã bị niêm phong. Hoặc nếu đưa cuốn sách cho người không biết đọc và bảo hãy đọc sách này, thì người ấy sẽ trả lời tôi không biết đọc. Chúa phán, vì dân này chỉ lấy môi miệng đến gần ta, lấy môi miệng tôn vinh ta, nhưng lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Vì chúng kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, do lời người dạy bảo. Vì thế ta sẽ tiếp tục làm những việc lạ lùng giữa dân này, việc rất lạ đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ tiêu mất, và sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị che khuất. Khốn cho những kẻ giấu ý đồ của mình khỏi Đức Giê-hô-va cách sau kín, làm việc trong ống tối và tự nhủ, ai thấy ta, ai biết ta. Các ngươi thật là mâu thuẫn, thợ gốm lại coi như đất sét sao? Vật lực làm ra có thể nào nói về người làm ra mình rằng hắn đâu có làm ra tôi? Hoặc cái bình có được nói về người thợ gốm rằng hắn chẳng hiểu biết gì không? Chẳng còn ít lâu nữa thì Liban sẽ trở thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như rừng rậm hay sao? Trong ngày đó, người điếc sẽ nghe được lời trong cuốn sách, mắt người mù sẽ ra khỏi cảnh tối tăm mù mịt và thấy được. Người nhu mì sẽ gia tăng niềm vui trong Đức Giê-hô-va, người nghèo khổ sẽ vui mừng trong Đấng Thánh của Israel. Vì kẻ bạo ngược không còn nữa, kẻ ngạo mạn sẽ chấm dứt, và mọi kẻ rình rập làm kẻ ác bị diệt trừ, tức là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, kẻ gài bẫy người phân xử tại cổng thành, những kẻ dùng lý lẽ ngụy tạo để khuất phục người công chính. Vì thế, Đức Giê-hô-va là Đấng cứu chuộc Abraham đã phán về nhà Gia-cốp như sau: giờ đây Gia-cốp sẽ không còn hổ thẹn nữa, và mặt nó sẽ chẳng còn tái xanh. Nhưng khi Gia-cốp thấy con cái mình là việc tay ta làm ra giữa họ, thì họ sẽ tôn danh ta là thánh. Họ sẽ tôn thánh Đấng Thánh của Gia-cốp và kính sợ Đức Chúa Trời của Israel. Những kẻ có tâm linh lầm lạc sẽ được hiểu biết, và kẻ hay quán trách sẽ được dạy dỗ. Ê-sai đoạn 30. Đức Giê-hô-va phán: khốn cho con cái phản nghịch, chúng lập kế hoạch không theo ý ta, lập liên minh không bởi thần ta, để thêm tội vào tội. Chúng không hỏi ý ta mà đã đi xuống Ai Cập để tìm nơi ẩn náu dưới sự che chở của Pharaoh và núp bóng Ai Cập. Vì vậy, sự che chở của Pharaoh sẽ trở thành sự sỉ nhục cho các ngươi. Việc núp bóng Ai Cập sẽ làm các ngươi phải xấu hổ, dù các thủ lĩnh nó đã có mặt tại Soan và các sứ giả đã đến Hane, tất cả sẽ thất vọng và xấu hổ. Vì một dân
chẳng ích gì cho mình, chẳng giúp đỡ cũng chẳng ích lợi gì, nhưng chỉ đem lại xấu hổ và ô nhục. Lời tiên tri về các thú vật miền Negev xuyên qua miền đất gian nan khốn khổ, miền đất của những sư tử đực và sư tử cái, miền đất của rắn độc và rắn lửa bay. Chúng chở của cải mình trên lưng lừa và chở báu vật trên gu lạc đà, đến cho một dân chẳng giúp ích gì cho chúng. Vì sự cứu giúp của người Ai Cập chỉ là hư không, vô ích, nên ta gọi nó là Rahab ngồi yên bất động. Bây giờ con hãy ghi những lời này trên một tấm bảng, hãy chép vào một cuốn sách để lưu lại đời sau mãi mãi, vì chúng là một dân phản nghịch, là con cái gian dối, con cái không muốn lắng nghe luật pháp của Đức Giê-hô-va. Chúng nói với các nhà tiên kiến, đừng thấy khải tượng nữa, và nói với những người thấy khải tượng rằng, đừng nói cho chúng tôi những khải tượng về điều chân thật nữa. Hãy nói cho chúng tôi những điều êm tai, và hãy kể những chuyện huyền hoặc. Hãy lìa đường, bỏ lối, đừng nói đến Đấng Thánh của Israel trước mặt chúng tôi. Vì vậy, Đấng Thánh của Israel phán, vì các ngươi khinh thường lời này, mà tin tưởng vào sự áp bức và gian dối, và nương cậy vào đó, nên đối với các ngươi, tội ấy như vết nứt lộ ra trên một bức tường cao, sắp sụp đổ thình lình trong nháy mắt. Nó sẽ bị bể nát như cái bình của thợ gốm bị bể ra từng mảnh chẳng thương tiếc, đến nỗi người ta không tìm được một mảnh gốm để lấy lửa trong bếp hay múc nước ngoài ao. Chúa là Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Israel phán, nhờ quay trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được giải cứu. Nhờ yên lặng và tin cậy, các ngươi sẽ được sức mạnh. Nhưng các ngươi đã không muốn như thế. Các ngươi nói, không, chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy trốn. Vì vậy, các ngươi sẽ phải chạy trốn. Chúng tôi sẽ cưỡi ngựa phóng nhanh. Vì vậy, những kẻ truy đuổi các ngươi cũng sẽ phóng nhanh. Một người dọ, nghìn người chạy trốn. Năm người dọ, các ngươi đều bỏ chạy cho đến khi các ngươi còn sót lại, như cột cờ trên đỉnh núi, như ngọn cờ ở trên đồi. Dù vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi. Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi, vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công bình, phước cho mọi người trong đợi Ngài. Hỡi dân ở Sion, là người ở Jerusalem, ngươi sẽ không còn khóc nữa. Khi ngươi kêu cầu Ngài, chắc chắn Ngài sẽ ban ơn. Vừa khi nghe tiếng ngươi kêu cầu, Ngài liền nhậm lời, Chúa sẽ ban bánh hoạn nạn và nước khốn khó cho các ngươi. Bây giờ những người dạy dỗ ngươi không còn ẩn mặt nữa, mắt ngươi sẽ thấy những người dạy dỗ mình. Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng, này là đường đây, hãy nói theo. Các ngươi sẽ làm ô uế các tượng chạm giác bạc và tượng đúc bọc vàng. Các ngươi sẽ ném chúng ra xa như đồ ô uế và nói, hãy cút khỏi đây. Chúa sẽ ban mưa cho hạt giống ngươi gieo trên đất. Lương thực là sản phẩm từ đất đai sẽ màu mỡ và dồi dào. Trong ngày đó, bầy súc vật của ngươi sẽ ăn trên đồng cỏ rộng rãi. Bò và lừa cày ruộng sẽ ăn thức ăn ngon mà người ta rê bằng xẻng và chĩa. Trong ngày có cuộc tàn sát lớn, các đồng lũy sụp đổ, thì trên mọi núi cao, đồi cả sẽ có những suối nước chảy. Ánh sáng mặt trăng sẽ như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp 7 lần như ánh sáng của 7 ngày. Trong ngày Đức Giê-hô-va băng bó vết thương cho dân Ngài và chữa lành thương tích cho họ. Này, danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến, cơn giận của Ngài nổi lên phừng phừng, khói dày đặc bay lên. Đôi môi Ngài đầy thịnh nộ, lưỡi Ngài giống như lửa thiêu đốt, hơi thở Ngài như dòng nước chảy xiết, tràn ngập đến cổ. Ngài sàn sải các nước bằng cái sàn hủy diệt, và đặt hàm thiết vào hàm các dân để dẫn chúng lạc đường. Bây giờ, các ngươi sẽ ca hát như trong đêm thánh lễ, lòng các ngươi vui mừng như người thổi sáo trên núi Đức Giê-hô-va đến cùng vần đá của Israel. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ cho thấy cánh tay răng đe của Ngài trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu đốt,
trong bão táp, giông tố và mưa đá. Assyri sẽ khiếp sợ vì tiếng Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ dùng roi đánh Assyri. Mỗi khi giơ roi trừng phạt mà Đức Giê-hô-va đã định trên nó, thì có tiếng trống và tiếng đàn hạt, và Ngài ra tay tranh chiến với nó. Vì Tô-phết đã được chuẩn bị từ lâu, nó được chuẩn bị cho vua. Nó sâu và rộng, thật nhiều lừa và củi. Hơi thở của Đức Giê-hô-va như dòng suối lưu huỳnh đốt cháy nó.